Hello cả nhà thân yêu thân mến của em nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm tại bếp không cả nhà? Bạn đang làm chuyện với bếp nên là không có thời gian để ngồi luôn. Đang giặt đồ làm chuyện mấy cục vàng đi lại nhà cháu ăn sinh nhật của con của cháu em rồi. Rồi em nhà em làm chuyện cho rồi đến lắm mấy cục vàng về là mệt lắm. Giờ mình sẽ ăn cơm với cái món này nè cả nhà. Cái món bữa hộp em có đi shop em có nói đó. Cái món núm, núm nha. Núm ngon lắm nha. Ăn cái cơm trắng hết sảy luôn. Nó vừa ăn lắm, nó mặn mặn nhẹ thôi mà nó rất là vừa ăn. Nếu mà ai mà có biết cái shop tàu nhớ đi mua món này ăn thử nha. Vì cái này là cái món này là mới rồi nó quảng cáo. Nhưng mà ăn thấy rất là ok luôn. Này những người ăn chay ăn được. Mấy gà ăn gần hết hũ nè, đó. Giờ phải đi chắc thì chuẩn bị đi mua thêm hũ nữa. Và có một cái cách ăn rất là ngon. Còn cái món này là cái món xả tế cơm cả nhà. Mình trộn lại với cái món này ăn rất là ok luôn nha. Xịt miếng nước tương, hai cái nó trộn lộn rồi nó mặn mặn mình chan với cơm. Cái này. Mấy mình gà ăn vậy đó, mà ăn hết nồi cơm. Nó đậm đà. Còn đây chao mình chấm với dưa leo với cái này nha, ăn với chú già đó. Nhiều lúc mình ăn đơn giản như vậy, không ăn với thịt thà gì luôn, ăn đơn giản như vậy đánh nhanh cút lẹ. Nó làm chuyện mới vừa đăng video rồi xong dọn dẹp nhà cửa nấu cơm lên cho cục mấy cục cưng ăn. Xong cái này là nấu cơm mới cho mấy cục cưng, này là mình ăn cơm nguội đó. Xịt miếng nước tương vô đây, hai thứ nó hòa quyện này, nó đậm chắc. Trời ơi ăn cơm ngon ngợi không, mời cả nhà nha. Nó xảy luôn, không cháy. Ngon lắm, ăn dữ lắm. Ăn tin ăn thử đi, ăn thử trộn lộn như này, hai cái gì nè, trộn với nước tương. Trời ơi rất là ngon luôn. Mới biết luôn á, mới biết ăn cái này ngon vậy á. Anh là thêm thông cảm, đôi khi làm mẹ không phải lúc nào cũng ngồi ăn thoải mái. Rồi lúc bạn công việc rồi lắm, ăn đánh em lúc lẹ, đứng ăn cũng có, ngồi dưới đất ăn cũng có luôn nữa, không có thời gian ăn có làm nhiều cũng chuyện lắm. Đang giặt đồ mới xếp quần áo mới phơi khô xếp lại mà mừng rồi hết. Ăn xong bắt đầu dọn việc nấu cơm, bỏ đồ ra nấu cơm để cho mấy cục vàng về ăn. Ngon ghê. Và có nhiều lúc cũng muốn ngồi ăn lịch sự lắm nhưng mà thời gian không cho phép. Hạt quá, mấy món này rất là hạt. Chuối ăn chung rất ngọt. Em là cực kỳ dễ ăn dễ sống không? Người xưa mình sống ở dưới quê mà ăn khổ quá à, nên là khổ mà ăn khổ mà đối với mình là cái chuyện bình thường, rất bình thường. Không có gì lạ. Anh rớt cơ hoài. Ngon gì đâu. Quá đậm đà. Mà xưa đi ruộng đi đó, con ăn ở đâu rồi cũng có được ngồi làm quán ăn đó. Công nhận không phải khen món này, trời ơi nó ngon dữ sợ luôn cả nhà. Nếu phụ nữ ăn thích nhớ nè, ai biết cái ông chỗ em mua thịt em hãy trả lên mua hai hộp này
trộn lại xịt miếng nước tương nhẹ vô, ăn không ngon lại đây kiếm cho này Nguyễn, xịt nước tương vô ăn với cơm trắng rau chấm rồi ơi hết sảy rồi bảy luôn, không cần ăn món mặn, nó vừa nó phục thì món mặn rồi mà nó rất là ngon. Cơm cháy ai mà làm mẹ đôi khi như thế này là hiểu em liền, có những người em người ta nói vậy không hiểu, không hiểu cho mình người ta bảo mình lắm ăn uống mất lịch sự rồi đụng đâu cũng đứng, người ta thật sự không hiểu nhắn đời những người mẹ mà người ta bận rộn, ta có nhiều công việc, người ta không có chỗ, không nói chung là lúc như lúc người ta không có thể có thời gian để mà ngồi đàng hoàng mà ăn. Cái món ngon dữ nè, ăn đơn giản vậy thôi nhưng mà rất ngon miệng luôn. Nhớ là ngày xưa ở dưới quê trời nghèo quán này ăn cơm ăn ngày xưa hả nhà em không, ngày xưa sữa nghèo lắm toàn ở bên Thái là muốn chấm chao ăn có lúc nào ăn cái gì cũng vậy, cũng nhớ cái thời ngày xưa mà mình cực khổ nhớ hết. Bởi vậy là mẹ con em chọn ăn món bình dân, ít có ăn sang sỉ lắm, ăn sang sỉ cũng được nhưng mà làm như nó không hợp với mình, không hợp với cái dân nhà quê của mình nên là cứ thích ăn với cái sở thích của mình là thích ăn món dân giả, càng dân giả thì em càng thích. Nội gì có tiền không thích ăn sang, thích ăn nhân giả vậy đó, nên ăn nhân giả nó gần gũi hơn tại nó gợi lại ký ức ngày xưa của mình lúc còn nghèo. Ăn lót dạ bắt đầu cơm nước hũ bò ớt bùi nước ngã cà phê. Mà nãy giờ đã làm hết một tí chuyện rồi, nó gửi kém rồi. Tranh thủ. Ngon thả nó nè. Em ăn với hết vậy luôn, cả nhà biết nó ngon có chỗ nào. Trời ơi. Thiệt. Ai mở gần là nhớ một món, hai món này trộn lại nha. Ăn với nước tương nha. Thịt với nước tương chung, đừng thịt nhiều quá. Thịt quá nó mặn, thịt vừa vừa thôi. Ôi ôi sao mà nó ngon dữ vậy không biết. Công nhận thật. Chuẩn bị đi mua thêm hai hũ nữa. Mấy cục vàng cũng rất là thích, gái cũng thích lắm. Em ăn xong rồi, bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương và ủng hộ mẹ con em. Luôn chúc mẹ con em luôn chúc cho cả nhà luôn nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống cả nhà nhé. Bye cả nhà.